Chúng mình cùng đến với đề bài thứ nhất nhé. Các con nghe cô đọc đề bài thứ nhất này. Kết thúc bài Đàn gà mới nở, nhà thơ Phạm Hổ viết: Vườn trưa gió mát, bướm bay dập dờn, quanh đôi chân mẹ, một rừng chân con. Câu hỏi của bài: Em thích hình ảnh nào trong khổ thơ trên? Vì sao? Bài nằm trong dạng 2 bởi con đang tìm hiểu về hình ảnh. Và con lý giải được vì sao con thích, đó chính là giá trị gợi tả và biểu cảm của hình ảnh ấy. Bây giờ, như mọi khi, chúng ta sẽ đọc để hiểu phần nội dung trước nhé. Chúng mình cùng bước vào phần thứ nhất. Với hình ảnh của đàn gà, đáng yêu, xinh xắn, bài thơ này từ thuở mẫu giáo các con đã được học và có lẽ đến bây giờ con vẫn còn nhớ. Và hình ảnh đáng yêu ấy, bây giờ khi con đã lớn hơn, khi con có nhiều trải nghiệm hơn thì con cảm nhận được cái nét đáng yêu, ngộ nghĩnh ấy như thế nào. Chúng mình cùng vào phần tìm hiểu trước. Ta sẽ cùng đọc để cảm nhận nhé. Với bài thơ này, con chú ý nhấn giọng ở những từ gợi tả hình ảnh, đó là từ gió mát, từ dập dờn. Và chú ý hình ảnh đối lập, đó là quanh và một rừng. Con nghe cô đọc phần này này. Vườn trưa gió mát, bướm bay dập dờn, quanh đôi chân mẹ, một rừng chân con. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu tiếp. Bài thơ Đàn gà mới nở của tác giả Phạm Hổ rất gần gũi và thân thuộc với các con. Và con cũng dễ dàng nhận ra được hình ảnh của sự quấn quýt thông qua câu thơ quanh đôi chân mẹ, một rừng chân con. Đó chính là sự quấn quýt bên gà mẹ.